Bùi Tuấn Dũng gây chú ý lớn, khoe nhẫn cưới, đã chọn được người đẹp. Mới đây trên trang cá nhân của mình, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã khiến nhiều người phải gây chú ý khi đăng tải hình ảnh một cặp nhẫn kim cương được đựng cẩn thận trong một chiếc hộp sang trọng, có thêm dòng chữ Love You, yêu em ở trên. Ngay lập tức chia sẻ của cầu thủ xứ Thanh đã gây sốt mạng xã hội. Người hâm mộ nhanh chóng đoán rằng đây chính là cặp nhẫn cưới mà Bùi Tiến Dũng sẽ trao cho bạn gái trong ngày trọng đại của cuộc đời mình. Và điều này gần như càng được khẳng định chắc chắn hơn khi em trai Bùi Tiến Dũng của anh ẩn ý xác nhận bằng bình luận ai rồi cũng tới lượt thôi. Trong khi đó, siêu mẫu Xuân Lan cũng vô cùng hào hứng. Ôi tôi sắp đi ăn cưới rồi, chờ tin em ơi. Rất nhiều bạn bè khác của nam thủ môn cũng lên tiếng chúc mừng, từ chế Nguyễn Quỳnh Châu, Nguyễn Thành Trung cho đến Hà Đức Chinh cũng góp vui. Đặc biệt khi người bạn thân thiết của Bùi Tiến Dũng lại là đại gia siêu xe Phan Công Khanh hỏi anh đã chọn được ngày đẹp chưa, thì cầu thủ đáp lời, năm nay ngày nào cũng đẹp anh ạ. Từ đó có thể thấy Bùi Tiến Dũng đã chuẩn bị khá kỹ càng cho việc tổ chức hôn lễ và rất có thể chỉ trong khoảng thời gian ngắn sắp tới đây thôi, người hâm mộ sẽ được anh thông báo tin vui chính thức. Với những ai theo dõi Bùi Tiến Dũng đã lâu thì hẳn vẫn biết, đến thời điểm hiện tại, anh mới chỉ công khai hẹn hò duy nhất với bạn gái người Ukraine, Danika Zakidova, cặp đôi xác nhận hẹn hò từ khoảng cuối tháng 8 năm 2019 và vẫn hạnh phúc cho đến nay. Hai người không ngừng ngại chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên trang cá nhân hay tay trong tay tình cảm đi dự sự kiện, tổ chức sinh nhật, đi du lịch, đi chơi cùng bạn bè. Tết Nguyên Đán năm trước, Bùi Tiến Dũng còn dắt người yêu về ra mắt và đón năm mới cùng gia đình của mình. Trước khi sang Việt Nam, Danika từng tốt nghiệp chuyên ngành văn hóa và nghệ thuật của trường đại học quốc gia Kiwi và làm việc ở rất nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Đức. Sở hữu gương mặt cuốn hút cùng vóc dáng chuẩn chỉnh, Danika ở Việt Nam được rất nhiều nhãn hàng săn đón và có không ít show diễn thời trang gửi lời mời làm.